Đây chương trình thu băng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, quyển thứ nhất, tức sấm giảng khuyên người đời tu niệm. Đây là quyển thứ nhất mà Đức Thầy đã viết trong khoảng năm Kỷ Mão năm 1939 tại Hòa Hảo, dài 912 câu. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ quân nay đã nghi hết đời, phong ba biến chuyển đổi dời gia căn. Năm mèo Kỷ Mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhốn nhàng xí cờ chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi, tá già khổ nào vậy thì từ đây. Cơ trời thế cuộc đổi xây, điên mới theo thầy xuống chốn phàm gian. Thấy đời ly loạn bất kỳ an, khắp trong các nước nhộn nhàng đạo binh. Kẻ thời phụ nghĩa cố kình, người thời trung hiếu chẳng dình dạng hai. Nên điên khuyên nhủ bằng nay, xin trong lễ thương ngài rài tình tâm. Cơ thâm thì qua việc thâm, nào trong sách sử có lầm ở đâu. Người khôn nghe nói càng rầu, người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo. Rồi sao sẽ thấy hầm beo, khắp trong ba tánh hiểm nghèo đáng thương. Điên này dưng lĩnh minh dương, với lĩnh Phật đường đi xuống vạn dân. Thấy trong ba tánh phàm trần, kẻ khinh người nhạo thần tiên quỷ tà. Mặc ai bàn tán ai gần xa, quỷ của Phật bà sai xuống cứu dân. Kẻ xa thì mến đức ân, làm cho người gần ganh ghét đi khinh khi. Nam mô mô Phật từ bi, miệng thì niệm Phật lòng thì tà gian. Khắp trong ba tánh trần hoàng, cùng hết xóm làng đều bị người điên. Điên này xưa cũng như ai, vào các cái ra đài tột bực cái giàu sang. Nghĩ suy danh lợi chẳng màng, bèn lên ấn vật lâm sang ý tu trì. Nhờ trời may mắn một khi, thân thơ lại gặp Đức Thầy Bửu Sơn. Cúi đầu điên tỏ nguồn cơn, đồng lòng bác ấy ra ơn dạy truyền. Thấy điên tâm tánh quá thiền, nội trong sao khắc biết liền thiên cơn. Chuyện này thôi nói sơ sơ, để rộng thì giờ nói chuyện chân tu. Dương trần kẻ trí người ngu, ham dòng ham dù danh lợi xê xăng.
cờ đã đến nước nghi bất kỳ an, chẳng lo tu niệm tham gian làm gì. Phật trời thương kẻ nhu mì, trọng cha yêu Chúa kính gì tổ tông. Ngồi buồn nói chuyện bông lông, khắp trong trần hà máu hồng nhuộm rơi. Chừng nào mới đặng thành thơi, dẫu Phật ra đời thế giới bình yên. Điên này điên của ai, thần tiên ở trên non núi xuống biển Lục Châu. Đời còn chẳng có bao lâu, ráng lo tu niệm đắng chầu Phật tiên. Ít kẻ làm hiền, nhiều người tàn bạo làm phiền quá công. Thế gian chuyện có nói không, đến hội mây rồng thân chẳng toàn thấy. Việc đời đến lúc cứng gai, mà cũng tối ngày nói xéo nói. Dương trần tội ác liên miên, sao xuống quỳnh tuyền địa ngục khó ra. Điên này nói việc gần xa, đặng cho lễ thứ biết mà lo tu. Xa địa ngục ngao du thiên đài, đường đời chẳng có bao dài, nên viết một bài cho ba tánh coi. Tuồng đời như pháo châm ngòi, ba già yên lặng mà coi. Khùng này khùng thời ba tớ một thầy, giảng dạy dạy ở đây rõ việc thiên cơ. Điên đây còn dài còn khờ, yên lặng như tờ coi chúng làm sao. Ba gia kẻ thấp đi người cao, chừng thấy chúng mới chịu tu. Bây giờ già dại già ngu, cũng như nhân quý ở tù ngày xưa. Lúc này kẻ ghét người ưa, bị điên nói bừa những việc vừa qua. Dương trần biếm nhẹ gần xa, nói quỷ nói tà đây cũng cam tâm. Ngồi buồn nhớ chuyện xa xăm, dạo trong bãi núi cười thầm sự mang. Nói rằng lòng chẳng tham sang, sao còn ham của thế gian làm gì. Việc đời thôi quá lạ kỳ, cũng trong Phật giáo sao thì chê khen. Lúc này tâm trí rối bèn, tiếng quyển tiếng kèn mặc y ba gần rồi lại tới xa, dân sự nhà nhà bàn tán cười chơi. Chuyện này cũng lắm tuyệt vời, giá như hàng tính đợi thời lộ
tròn trung, đến sao danh nổi như còn làm cho hạng gió mất cái hồn mấy khi. Chuyện xưa thanh sử còn ghi, khen anh hàng tính vậy thì mưu cao. Chuyện đời phải có trước khi sau, điên khùng khờ dại mà cao tu hành. Ba gia phải ráng làm lành, niệm Phật khi cho rành, đặng thấy thần tiên. Thương đời trong dạ chẳng yên, khắp trong lễ thương thảm phiền từ đây. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Mang theo danh lời ôm mo, sẵn của hét hò đứa ở người ăn. Đừng khi nhà lá một căn, mà biết niệm Phật sao bằng bạc muôn. Giàu sang như nước trên nguồn, gặp cơn mưa lớn nó tuôn một giờ. Cửu quyền thất tổ chẳng thờ, để thờ những đạo ngon cờ trắng phao. Dương trần bùng dạng nhiều màu, thấy cánh bên tàu sao chẳng nghĩ suy. Lời xưa người có ai còn ghi, những việc lạ kỳ nay có hay chưa? Chưa là với kẻ chẳng ưa, chớ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Ba già mau kiếp lo âu, để sao đối đầu chẳng đặng toàn thay. Việc đời nói riết thêm nhây, nếu muốn làm thầy phải khổ phải lao. Mèo kêu ba tánh lao sao, đến chừng rồng rắn mau đào chinh ghê. Con ngựa lại đá con dê, khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao. Khi kia cũng bị sao sao, canh khuya gà gái máu đào mới ngưng. Nói ra nước mắt kia rưng rưng, điên biểu dân đừng làm dữ làm hung. Giết đời nói chẳng có cùng, đến sao mới biết đây dùng kế hay. Bây giờ mắt diệt tà tay, nên mới làm vậy cho khỏi ngại nghi. Thiên cơ số bạn biết tri, mà sao chẳng chịu chạy đi cho rồi. Những người giả đạo bồi hồi, còn chỉ linh thinh mà ngồi mà nghe. Việc đời như nước kia trong khe, nó tưởng đặt dè nói biến người hung. Điên này nói chí theo cùng, như thể dây dùng đặng cứu bá gian. Sau này kẻ khóc người la, dài ba năm nữa biết đi mà tà tính. Điên biết chẳng lẽ làm thinh, nói cho ba
tình nghe không. Việc điên điên sử chưa xong, lục châu chưa giáp mà lòng ủ ê. Người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trệ nói lão kim cơm. Thấy nghèo coi thể ra khi rơm, rồi sao mới biết rác rơm của trời. Vì điên chưa đến cái thời, nên còn ẩn dạng cho người cười chê. Từ đây sắp đến thảm thề, con lìa cha mẹ vợ kia xa chồng. Tới chừng đến việc ngóng trông, trách rằng trời Phật không lòng từ bi. Di Đà lục tự ráng ghi niệm cho tà quỷ, vậy thì gian ra khuyên đừng xài phí xa qua. Ăn ấy cần ở kiệm đắng mà lo tu, đừng khinh những kẻ đuôi mù, đến sau sẽ khổ gấp mười mù đuôi. Đời nay xét ơi tới xem nuôi, chừng gặp tuổi mùi ba tánh biết đi thân. Tu hành sao được đức ân, nhờ trời ban bố cho gần Phật tiên. Nói ra trong mi giả chẳng yên, điên gai chèo quê vào miền lục châu. Tới đâu thì cũng như đâu, thêm thảm thêm sầu lòng giả người xưa. Ba gia ai biết ơi thì ưa, tôi chẳng nói thừa những việc thiên cơ. Khi già lúc lại trẻ thơ, già quê già dốt khắp trong thị thiền. Đi nhiều càng tham càng phiền, lên voi xuống dịnh nào yên thân già. Tay chèo miệng lại hát ca, ca cho ba tánh biết đời loạn ly. A-di-đà Phật từ bi, ở bên thiên trước chứng tri lòng này. Từ ngày thọ giáo với thầy, dẹp lòng dĩ kỷ đầy lòng yêu dân. Ngày nay chẳng kể tâm thân, miễn cho ba tánh được gần bồng lai. Đời này vốn một lời hai, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này giành giật cưới làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi sông. Thuyền đưa tiên cảnh non bồng, mấy ai mà có thiện lòng theo đây. Cứ lo làm việc tà tây, bắt ngư bắt cày đặng chúng làm ăn. Chừng đau niệm Phật lăng xăng, Phật đâu chứng kịp lòng người ác gian. Thấy đời mê mũi lầm than, ăn bà nói càng tội lỗi chính ghê ngang.
ngoài da coi chắc trong thời môi ăn buồn thay cho lũ ơi ác khi tăng làm điều dối thế cho hư đạo màu Di Đà Phật Ti Tổ thêm rầu giận trong tăng ấy chúng sao lừa dối dân có thân chẳng liệu lấy thân tu theo lối cũ mau gần Diêm Vương ba gia lầm lạc đáng thương nên trước Phật đường họ lành dạy dân Dương Trần nhiều kẻ ham sân cứ theo biếm nhé ta gần người điên lòng buồn muộn lấy bút nghiêng viết cho Trần Hà bớt phiền lo tôn thương đời chớ chẳng kiếm xu buồn cho ba tánh hết mù tới đuôi có chi bà gọi rằng vui khắp trong ba tánh gặp hồi gian lao từ đây hay ôm hay đau ráng tu đem được Phật vào trong tâm lời hiền nói rõ ai quả thâm đặng cho ba tánh tinh tâm tu hành ngày nay điên mở đạo lành khắp trong lễ thương được rành đường tu nay đà gần cuối mùa thu hết ngu tới dạy công phu gần thành xác trần đạo lý chưa rành mấy ai mà được lòng thành với điên điên này sẽ hơi mở xích xiềng dắt diều ba tánh gần miền tiên bang không ham danh lợi giàu sang mong cho ba tánh được nhàn tâm thân thường về chào Phật y tấu trần cầu xin Phật tổ ban lần đức ơn nay đã bày tỏ ai nguồn cơn cho trong trần hạ thiệt hơn tỏ tường Phật trời thấy khổ thời thương muốn cho lê thứ thường thường làm nhân đừng ham tranh đấu thiệt hơn tu niệm chớ sờn uổng lắm dân ngôi hồng trần biển ơi khổ thấy rồi ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay đừng ham nói đắng nói cay cay đắng sau này đau đớn sầu bi tu hành tâm trí ráng trì sau này sẽ thấy việc gì trên mây đừng làm tàn ác ham gây sẽ có người này cứu vớt giùm cho Dương Trần lắm chuyện đôi co phải dẹp dĩ kỷ mà lo tu hành kể kinh tướng niệm cho sành ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai lúc này thế giới bị ai chẳng nói vắng dài Phật nọ tức ký tâm mấy lời khuyên nhủ chẳng lầm từ đây đạo hành được mầm thành cao
hồng trần lao khổ xiết bao, khuyên trong lễ thứ bước vào đường tu. Xưa nay đạo hạnh quá lưu, ngày nay sáng tỏ đền bù. Ngày xưa mặt tình kẻ ghét người ưa, điện chẳng nói thừa lại với thứ dân. Quan trường miệng nói gian răng, mà tâm dính chặt hồng trần bụi nhớ. Buồn đời nên mới làm thơ, cũng còn tai lắp mắt mới kỳ. Người đời lòng dạ bất tri, trong cho làm bệnh dĩ kỳ. Nó coi dương gian châu úp được voi, giấu đầu rồi lại cũng lòi sao đuôi. Nói nhiều mà giả chẳng y nguôi, việc tù ba tánh bắn lùi như tôm. Tưởng Phật được lúc đầu hôm, đêm khuya muốn giật nồi cơm của người. Thế gian nhiều việc nực cười, tu hành chẳng chịu lo cười lo khinh. Người già ham muốn gái xinh, đến sao chẳng biết cái thân mình ra sao. Xác thân cọp xé beo quào, còn người tàn bao máu đào tuôn rơi. Tu hành hiền đức ơi thành thơi, ngài cha thảo chúa Phật trời cứu cho. Ba gia hãy ráng ơi mà lo, kim lão đưa đò nói chuyện quyền cơn. Bấy lâu chẳng biết làm thơ, nay viết ít tờ trần hạ tình tâm. Đến sao khổ hạnh khỏi lâm, nhờ công tu niệm âm thầm quá hay. Chừng nào chim nọ điên bay, cá kia biến lỗi khổ này mới nhắc ra. Ơi quá ơi thảm quá phiền, bể khổ gần miền mà chẳng chịu tu. Ngọn đèn chân lý hết lu, khắp trong lê thứ ao tù từ đây. Thấy trong thời cuộc đổi xây, đời nay trở lại khác khi nào đời thương. Nhắc ra thêm ghét trụ dương, ham mê đắc kỷ là phường bội chán. Hết gần điên lại nói xa, nói cho ba tánh biết đi mà người chi. Lời lành khuyên hãy gắn ghi, dương trần phải ráng tu trì sớm khuyên. Đừng ham làm chức nắc nia, ngày sau như khóa chìa dân ngôi. Tu hành như thể thả trôi, nay lỡ mai bồi chẳng có thiền tâm. Mưa sâu thì quả cùng thăm, ngày sau sẽ tiếp thu cầm chinh ghê. Hùm beo tay tưởng bồn bề, lại thêm ác thú mạng xà rít to. Ba già
xèm xỉm đôi có ít gì. Hết đây rồi đến gì kỳ, số cao thuế nặng vậy thì thiết kỳ than. Dân nay như thể không cha, chẳng ai dạy dỗ thật là thảm thương. Thứ này đến thứ minh dương, nơi chốn Phật đường mặt ngọc ngủ quê. Cám thương trần hạ nhiều bề, bởi chân tàn bạo khó kề Phật tiên. Chúng ham danh đi lợi điền duyên, ngày sau đến việc lũy phiền suốt kỳ canh. Kệ kinh tụng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Bây giờ chưa biết khi vàng thao, đời sau kính trọng người cao tu hành. Nam mô miệng niệm lòng lành, bà già phải ráng biết đi rành đường tu. Thương ai am giống ham, dù cũng như những kẻ đuôi mù đi đêm. Khuyên đời như giá múc thêm, mạng lo tranh đoạt thù hiềm với nhau. Đến chừng có ốm có đau, giang mồm niệm Phật Phật nào chứng cho. Dương trần tiếng nhỏ tiếng to, nói ngỗng nói cò đây cùng làm thinh. Tưởng rằng thân nó là dinh, chẳng lo tu niệm cứ gình với điên. Nói ra trong dạ chẳng yên, bây giờ nói chuyện cởi thuyền khuyên dân. Đêm ngày chẳng nại tấm thân, nắng mưa chẳng quản táo tầng ai hay. Chừng sao đến hội rồng mây, người đời mới biết điên này là ai. Lui thuyền chèo quế tay gai, thuyền đi nước ngược đến rài cù lao. Xa xa chẳng biết làng nào, thiệt cái làng Long Khánh ít người nào tôn. Tớ thầy liền già đuôi mù, bèn đi ca hát kim xu dương trần. Ba gia tổ lại nghĩ rần rần, trong nửa ngày trần chẳng có đồng chi. Nước cười trần hạ một khi, ở một đêm thì sáng lại qua sông. Bình minh giờ buổi chợ đông, bài trò bán thuốc hát cái rồng đời nay. Cho thiên hạ tụ đông dày, rồi mới ra bài hát diệt thiên cơ. Tới đây ba tâm làm ngơ, buồn cho lễ thứ kịp giờ ra đi. Lìa xa hồng ngự một khi, thẳng đường trực chỉ điên đi tân thành. Tới đây ra mặt người rành, nói chuyện thiết sành thông lão đạo nho. Nhiều người xúm lại đôi co, chế lão đưa đò mà biết việc chi. Thấy đời đồng tánh từ bi, điên chẳng bắt tì còn mắt việc xa. Khoan khoan chân nọ nghiêng
rạch cả cái rồi ra ngoài giàm. Đói nhìn mây nọ trắng lam, điện ra sức lực chèo chơi một giờ. Xa nhìn sương bạc mờ mờ, Tân An làng nọ dân nhờ bắp khoai. Và người ban ca bằng nay, dân chúng ngày rài xúm lại mùa đông. Tới lui giá cả vừa xong, điền cũng bằng lòng cần đủ cho dân. Có người chẳng chịu ngang cân, bỏ thêm chẳng bớt mấy lần không thôi. Nực cười trần hạ lắm đi ôi, dặn cho ba tánh đi một hồi quá lâu. Thân già thức ơi suốt khi canh thâu, nói cho lệ thứ hoài đầu mới thôi. Nhiều người nghe hết vui rồi, hoài thuyền trở lại bồi hồi sầu bi. Giả người tàn tật cưới một khi, xuống giàm kinh sáng được thì chút vui. Một người nhà lá hầm hôi, mà biết đạo lý mời cùi lên chơi. Bàn qua kim mi cổ một hồi, cùi xuống giữa dời châu đốc thẳng sông. Đến nơi thiên hạ còn đông, già gái không chồng đi bán cao tươi. Thấy dân ở chợ nước cười, xúm nhau triêu ghẹo đặng cười gái tơ. Buồn đời lắm mà ngẩn ngơ, biên mất lên bờ liền giả cùi đuôi. Phố phường nhiều kẻ tới lui, thấy kẻ đuôi cùi chẳng muốn ngó ngang. Đời nay quý trọng người sang, giả ra gây lộn nói toàn tiếng Tây. Tây Nam chà chợt chú thầy, nó thấy làm vậy chẳng bắt ngại nghi. Xuống thuyền hoài quả một khi, chèo lên vĩnh tế vô thì núi Sam. Đi ngang chẳng ghé ai chùa am, xuôi dòng núi sập đắng làm người ngu. Xem qua đầu tóc u xù, cũng như người tội ở tù mới ra. Chèo ghe rao việc gần xa, bồng lai tiên cảnh ai mà đi không. Nhiều người tâm đạo ước mong, nếu tôi gặp được như rồng lên mây. Ấy là tài lĩnh phương Tây, cho kẻ bảo tàng kiến thấy thần tiên. Có người nói xéo nói xiên, chú muốn kiếm tiền nói gạt ba gia. Thoáng nghe lời nói thiết kỳ tha, rừng rừng nước mắt trèo về mặt dưng. Chèo miệng cũng rao chừng, đường đi tiên cánh ai từng biết chưa. Khúc thời nhắc lại đời xưa, lúc chàng Lý Phủ đổ thừa trọng ngư. Nhà anh có của tiền dư, sao chẳng
nhãn hiền từ thương xót ba gia. Bây giờ gặp việc thiết tha bạc vàng có cứu anh mà hay không? Hớ tay điên lại nói đông, có ai thức tình để lòng làm chi? Mặt dưng mất dạng từ bi, thuyền đi trở ngược về thì giảm nào. Dòm xem thiên hạ lao sao, không ghé nhà nào cũng gọi vài câu. Con sông nước chảy dòng cầu, ngày sau có việc thám sầu thiết tha. Chừng ấy nói vậy phong ba, có con nghiệt thù nuốt đi mà người hung. Đến chừng thu ấy phục tùng, ba gia mới biết người khùng là ai. Bây giờ phải chịu tiếng tai giảng đạo tối ngày mà chẳng ai nghe. Đời như màn nọ bằng the, hãy ráng đọc dè của kẻ khùng điên. Khỏi giảm điên mới hoài thuyền, xuống miền cao lạnh lại phiền lòng thêm. Tới đây ca hát ban đêm, có ai thù hiềm chửi mắng cũng cam. Cho tiền cho bạc chẳng y ham, quyết lòng dạy dỗ y dương trần mà thôi. Nghe rồi thì cũng phủi rồi, nào ai có biết đây là người chi. Trở về phong mỹ một khi, thuyền đi một mạch tới thì rạch chân. Ghe chèo khúc quẹo khúc quy quanh, ở đây có một người lành mà thôi. Nhắc ra tâm trí bồi hồi, khó đứng khôn ngồi thương xót ba gian. Kiếm vàng làng nọ chẳng xa, kiếp mau tới đó vậy mà thử coi. Xứ này nhà cửa ít ôi, mà trong dân sự nhiều người chân tu. Thấy người đói rách xin xu, ra tài cứu vớt đuôi mù chẳng chê. Khỏi đây đến chỗ bổn bề, rõ ràng bên lức đã kề bên ghen. Giá người tàn tật đón xe, rồi lại nói về rồng diệt thiên cơ. Hết về rồi lại nói thơ, làm cho ba tánh ngẩn ngơ trong lòng. Thơ về điên đã nói xong, đi luôn ba cụm kẹo lòng ước mơ. Tới đây dẹp hết dè thơ, giá người bán mắm quá cờ quá quê. Chợ này thiên hạ bộn bề, kẻ nhúng người trề chê mắm chẳng ngon. Bạn hàng tiếng nói quá giòn, giá này chẳng bán còn chờ chuyện chi. Bưng thời kẻ níu người trì, ở đây không bán chỉ thì đi
lời rồi lại câu mâu, mắng con đi chó khéo hầu làm khôn. Muốn làm cho có người đồn biến mất xác hồn, cho chúng chỉnh ghê. Nói ra thêm thảm thêm thế, ông lánh dượng kề giá bán trầu cao. Bạn hàng xúm lại lao sao, ông bán im giá nào, nói thử nghe coi. Trầu thời kẻ móc người môi, còn cao bé dấu thấy loài tánh tham. Thấy già bán rẻ nó ham, bị thêm quê dốt nó làm thằng tai. Ghe người biến mất bằng nay, cho chúng biết tài của kẻ thần tiên. Bến thành đến đó đậu liền, gặp hai thằng lính tra liền thuế thân. Tớ thầy nói chuyện cân phân, mới lỡ một lần xin cầu thứ tha. Hai người tôi ở phương xa, bởi chừng khổ nào mới là nổi trôi. Lính nghe vừa dứt tiếng rồi khóa nạt một hồi, rồi mới bắt cái giam. Thấy đời trong giả hết ham, ghe người biến mất cái coi làm chi ở đây. Tức thời điên giả làm thầy, đi coi đi bói khắp trong phố phường. Có người tu niệm đáng thương, điên mới chỉ đường tịnh độ giảng sanh. Dạo cùng khắp cả Sài Thành, khi ca khi ly nói rành thiên cơ. Ba già ba tánh làm ngơ, tưởng như những kẻ làm thơ kiếm tiền. Văn minh trọng bạc trọng tiền, khôn ngoan độc ác làm phiền người xưa. Mặt ai ghét ghét ưa ưa, chẳng dám nói bừa cho ba tánh nghe. Phiền ba ngựa ngựa xe xe, điên già người què gia đình thẳng sông. Què này đường xá lão thông, khắp trong thiền thị rồi thì nhà quê. Kêu cơm ba tánh nghe ghê, thêm nói bồn bề những diễn về sau. Dương trần bàn tán thấp cao, chẳng biết người nào rõ việc tiên tri. Giả từ gia đình một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì cần thơ. Tới đây giả kẻ quá khờ, vợ điên chồng lại đứng hờ một bên. Phố phường sớm dưới đầu trên, cùng người đi chợ xúm nhau reo cười. Thị thiền hiện đức được mười phần, nhiều xúm lại chê cười người điên. Vợ thời ca hát quyên thiên, chồng chẳng có tiền
cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi. Điên mà ca hát việc đời, với việc hiện thời khổ não âu châu. Chạy cùng chẳng xót đâu đâu, lòng quá tham sầu lìa lại Vĩnh Long. Chợ quê giang dài đã xong, thuyền lon trực chỉ đến rài Bến Tre. Chợ này đâu tại nhà bè, giá chị bán chè dạo khắp các cái nơi. Dòng rau rặt tiếng kim thời, rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ già qua lại lăng xăng, nói nói rằng rằng những việc bướm ni ông. Gánh chè bán hết vừa xong, điên cũng nói rồng chuyện khổ dễ sao. Nói rồi chân bước đi mau mau, lìa xa thiền thì đến thì thôn quê. Đi đâu cũng bị nhúng trề, kẻ lại chửi thề nói lỗ bá dân. Thấy đời tai lắp mắt ngơ, lúc ở trên bờ khi lại đi ghe. Dạo cùng khắp nơi tình Bến Tre, đủ bực thơ già lìa lại Trà Vinh. Tới đây bài đặt hát tình, đùa nhào bán thuốc mặt tình mua không. Nói ra những chuyện bông lông, trách trồng lệ thứ không lòng từ bi. Gặp người đói khó khinh khi, điền viên sự rằng ai thì làm cho. Dạy rồi thuyền lái mỹ tho, khuyên trong trần hạ ráng lo tu trì. Xưa nay không có mấy khi, dương trần có Phật vậy thì xuống ở đây. Chợ quê giáp hết thuyền quay, đi trở lộn về ông trưởng giảng dân. Quảng chi nắng sợ mưa tần, chèo xuôi chèo ngược mấy lần không thôi. Thảm thương ba bánh lắm ôi, bồng lái tiên cảnh rào rồi một khi. Nếu ai rảnh việc thì đi, còn mắt nở thì ở lại dương gian. Có người xưng hiệu ông quan, tên thiệt dân trường ở dưới dinh ông. Thấy đời cũng bắt động lòng, ghé vào tề xa thẳng sông lên nhà. Mình người tu niệm vậy mà, nói chỉ lớn tiếng người mà khinh khi. Người nhà cảm tạ một khi, cũng năm cắt bạc tiền đi non bồng. Xuống thuyền xuôi nước tươi thẳng sông, ghé nhà chú phối xem lòng đạo ban. Ngồi chơi đạo lý bàn qua, mấy bà có biết lúa mà bay không. Có người đạo lý hơi thông,
xin ông bày tỏ cho tôi hiểu rày. Tiếng nghe liền mới tỏ bài lúa bay về núi dành rày. Ngày sau hỏi qua tu niệm âm hao, không biết câu nào trái đạo ba. Buồn đời điên mới bước đi ra, tại ga chèo quê giao thì khắp nơi đi hoài chẳng có nghỉ ngơi. Miệng cũng rao mời tiếng cành bồng lai, có người xuống bên bằng nay mắt chơi ít tiếng người rài mạng dông. Nhà ngươi thiệt nghi chẳng nghi có lòng, đòi đã nghi hai lần sao chẳng chịu đi. Thương đời ta luôn sầu bi, đò đi tới chốn ăn thì bao nhiêu. Điên rằng tôi chẳng ham nhiều, bao nhiêu tự ý cho nhiều chẳng ham. Điên này bụng chẳng có tham, ghe đã chở đầy chật nứt trong muôi. Và đây cũng chở cầu vui, vậy chú hãy ngồi ngay chỗ sau đây. Thấy người lòng giả tà tay, thân tôi làm vậy ông chẳng cho vô. Trong muôi đã mát lại khô, tôi có đủ tiền mà trả cho ông. Trong môi dòm thấy trong không, bước nhầu vào đó máu hồng trào ra. Cho người hung bảo biết đi ta, thiền người biến mất vậy mà còn chi. Trở lên chợ mới một khi, chèo lên chèo xuống vậy thì cùng rau. Năm xưa đây có máu đào, mà nay chưa có người nào chớn tu. Nào điên có muốn kim xu, mà trong trần hạ đuôi bù không hay. Hỏi ông người ở đâu rày, trả lời rằng ở Non Cài vua Nghiêu. Tới đây trong mi giả buồn hiu, bỏ ghe điên cùng đánh liều chưa thôi. Già ra một kẻ hàng nồi, khắp trong làng sớm đi rồi sạch trơn. Tới đâu cũng tỏ thiệt hơn, nhà tôi vốn thiệt có đợn năm giây. Tôi còn mắc cái nợ này nên mới làm vậy cho giải quả căn. Nhà tôi đâu phải khó khăn, đem theo trong sách bạc hằng 80. Nhiều người nghe nói reo cười, thân tôi lão lý ai cười tôi chi. Giá tờ chợ mới một khi, thuyền đi xuôi ngược đến thì ba răng. Ít ai biết được đạo hằng, ghé am thầy pháp nghe nói rằng lỡ chân.
lòng đây. Có người lối xóm muốn gây, xin sao trai bắp liền hoài xuống ghe. Ghe điên giống thiệt ghe bé, mà lại điên nhà nước ngược thẳng sông. Ra quay thuyền chạy như giông, người nhà xuống bớt trong lòng ngại nghi. Ông này chẳng biết người chi, chèo quế vậy thì mạnh bạo quá tai. Thần tiên mà chẳng ai hay, cứ bím nhẽ hoài buồn giá người xưa. Đời nay móng ơi tơi màng thưa, khuyên trong lễ thứ chẳng thừa một vì câu. Thân này chẳng để bao lâu, miễn cho ba tánh gặp chầu vinh quê. Thương trong trần hạ thảm thế, lao khổ nhiều bề chớ chẳng còn vui. Nhiều người nghèo khổ hầm không đất cầm dùi mà chẳng ai thương. Con thuyền đường lượt gió sương, bỗng nghe tiếng khóc tự đường ai hoài. Có người ở sớm bằng nay, bị mất trộm rài đồ đạc sạch chân. Vô thần bày tỏ nguồn cơn, rằng người nghèo khó đường hằng phận duyên. Điếng nghe giỏi giả hoài thuyền, dùng khoa coi bối giải phiền phàm nhân. Coi rồi bày tỏ thiệt hơn, khuyên cô đừng giận đừng hờn làm chi. Rồi đi dạo xóm một khi, đi lên nhà thì giá gạo mà chơi. Vào nhà nói chuyện một hơi, gặp người bán thuốc cùng thời ghé vô. Mua một ve uống hỡi cô, uống vô bổ khỏe trị nhiều chứng phong. Uống thì pha nước nóng trong, chớ đừng pha rượu nó hồng kỳ thai. Thằng ở xóm bằng nay, nó nói ngày rài thuốc chẳng có hay. Người cha đi lại thấy rầy, thiệt mấy đứa này cái cỏ làm chi. Bước ra nhà nó một khi, đi lên đi xuống kiếm thì xe lôi. Gặp xe chẳng có lên ngồi, chạy trước đi rồi ngừng lại chỗ kia. Xóm này kẻ ghét người ưa, ghé vào nhà nọ nhổ bừa cái răng. Nhổ rồi lui tới lăng xăng, liền bước xuống thuyền thầy tớ thả trôi. Giàm đao rài đã đến rồi, hoài thuyền ghé lại bằng nay chợ đình. Hát hai câu hát quê tình, đậu xem dân
dân chúng chờ đình làm sao. Sáng ngày chợ nhóm lao sao giá bần áo màu ai cũng dòm xem. Mấy thằng trai trẻ thấy thèm đứng xa quanh quẩn nói dèm với nhau. Đứa này nói để cho tao, đứa kia xạo sự áo màu quá ngon. Nhắc ra đồng tâm lòng son, buồn cho Lê Thứ sao còn ham vui. Ở đây một buổi ghe lui, về trên bãi núi ngồi ngồi thương dân. Thầy cho chẳng nại tấm thân, rào khắp đi non tầng bận nửa thử coi. Chân tu thì quá ít ôi, nhiều người ẩn sĩ quá loài tâm tham. Đi lần ra đến núi Sam, đến nơi rào khắp chùa am của người. Dạy rồi bắt quá tức cười, thầy tu nhiều kẻ biến lời quá tai. Trẻ già biến quá ai hay, dạo trong bãi núi chẳng này công lao. Rú rừng lúc thấp lúc cao, giá ra nghèo khó giàu nhiều am dân. Tu hành nhiều kẻ tham sân, làm sao cho đặng mau gần Phật tiên. Ai ai cũng cứ ham tiền, ấy là đem sợ xích xiền trói thân. Lìa xa bãi núi lần lần, xuống thuyền trực chỉ lên gần Hà Tiên. Đến đây giả kẻ không tiền, rảo khắp thị thiền xin xóa bá gian. Đi rồi cũng quá thiết tha, trở về non cũ đắng mà dạo chơi. Non tiên gió mát thành thơi, nhưng nhớ giết đời lũy ngọc nhỏ xa. Xuống trần lúc hát lúc đi ca, mà trong Lễ Thứ có mà biết chi. Nam mô hai chữ từ bi, trần hạ nói gì đây cũng làm thinh. Tu thời nhàn hạ thân mình, phần điên khuyên nhủ mặt tình ghét ương. Thiên cơ ai dám nói thừa, mà trong ba tánh chẳng ương điên khùng. Xuống thuyền chèo quế thung dung, đi dạy đủ chỗ khắp cùng thử coi. Rạch da chợ nọ thôi lôi, gần nơi ven biển cá mồi nhiều hơn. Tới đây giả kẻ có cơn, khi sai khi tỉnh lúc hờn số căng. Dương trần đi lại lăng xăng, chê chê nhạo nhạo cười rằng quân điên. Ở đâu mà tới thì thiền linh chẳng
xiềng nó lại bớt đi. Lòng thương vì tánh từ bi, dạy dỗ chuyện cùng mà chẳng ai nghe. Dạy rồi điên lại xuống ghe, lòng xuyên xa đét nói rồng dè thân. Vợ chồng nghèo khổ bơ vơ, ở nơi giữa chợ lại khờ lại quê. Buồn trong lê thơ ô ơi, sóc trăng chợ ấy thuyền kề đến nơi. Đến đâu thì cũng ta tới, nói rõ việc đời sắp khổ sắp đi lao. Thì thiền thiên hạ lao sao, chẳng có người nào tu niệm hiện lương. Thấy trong trần hạ thảm thương, đâu có biết đi đường chơn chánh mà đi. Lìa xa đô thị một khi, thuyền lon trực chỉ đến thì Bạc Liêu. Chợ này tàn ác quá nhiều, phố phường dân thổ dân tiều nhiều hơn. Đi cùng thành thị ráo trơn, Cà Mau đến đi đó thiệt hơn. Tỏ bài cho trong ba tánh chợ này rõ việc vậy đầy lão liên về sao. Đường đi lao khổ xa bao, miễn cho trần hạ biết vào đường tu. Tu hành đâu có tốn mi xu, mà sao thoát khỏi nghi lao tù thế gian. Thầy trò lắm cảnh gian nan, chừng nào hết khổ mới an tấm lòng. Đặng dân đến nơi tỉnh Gò Công, vì thương dân thứ mới hồng đến đây. Xưa kia bão lụt tình này, mà sao cảnh khổ xứ này nhiều hơn. Yêu dân lòng nọ chẳng sờn, thầy hát tớ đờn dạy cũng khắp nơi. Khỏi đây Bà Rịa tách dời, đến đó dậy thời trời mới sáng ra. Chợ này đông đúc người ta, nhiều đuông chà là lại với nhỏ tươi. Đến đây thầy tớ nghi quá nghi mười, nói cười cười bán em thuốc cái sơn đông. Ai ai đều cùng ngóng trông, coi lũ khách này hát thuật làm sao. Hát mà trong bụng mà xáo xào, nói chuyện bên tàu máu đổ tuôn rơi. Cả kêu dân chúng hỡi ôi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên. Khổ đã đi đến như tên, ráng lo tu niệm tìm nền vinh quang. Vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Tu cho nhàn tỏi tấm
đừng làm tàn ác ý xa lần tiên ban. Hát kêu bớ kẻ giàu sang, ráng lo làm phước làm vốn mới làm. Đến lâm cảnh khổ có ta, với lệnh Phật bà cứu vớt giùm cho. Tu hành phải ráng trì mò, gặp lão đưa đò đừng có khinh khi. Dạy rồi thầy tớ liền đi, biến hòa đến đó vậy thì xem qua. Đến đây dạy dỗ gần xa, khuyên trong ba tánh vậy mà tình tâm. Ngày nay gặp bạn tri âm, rằng ấy mà trị chí đặng tâm quyền cơ. Tân ý ăn ý dạy dỗ kịp giờ, chẳng dám chần chờ đi thẳng Tây Ninh. Tới đây vừa lúc ơi bình minh, điện ra sức vàng mặt tình nghe không. Vàng rồi dầu một thằng xong, thiền thị giáp dòng thứ chốt là đây. Thương dân giảng dạy dạy đầy, trao khắp tối ngày chẳng có nghỉ chân. Nhiều người hung ác quá chừng, không biết đời khổ lo mừng lo vui. Nhắc ra già nọ nào nguôi, từ đây lục tính đuôi cùi thiếu chi. Nói mà trong mi da sầu bi, ba da chậm chậm khinh khi điên này. Đừng ham mi nói nọ nói này, lặng yên coi thử điên này là lão bán khoai. Vì yêu dân chúng chẳng nài nắng mưa. Câu này nhắc chuyện năm xưa, khuyên trong trần hạ hải chừa lòng tham. Khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này. Vua nghiêu xưa mở đất cài, ngày nay nhường lại cảnh này cho điên. Xuống trần dạy dỗ quyên thiên, dạy rồi thì lại thảm phiền nhiều hơn. Cầu xin Phật tổ ra ơn, lời điên khuyên nhủ như đần ba nhang. Thị thiền khắp hết gần xa, từ đây sắp đến quê nhà điên đi. Đừng thấy ngu dại mà khi, thầy thì quê lưu tớ thì quê tâm. Đời cùng con chẳng mấy năm, khắp trong các nước thầy nằm bằng non. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được con tại gia. Khuyên trong lê thương trẻ già, tu hành hiền đức Phật
mà cứu cho. Ấy là quý báu thơm tho, đừng ham gây gỗ nho to. Ấy làm gì con thề ăn ở nhuông mì, học theo luân lý kính gì mẹ cha. Sau này xấu bắt hùm tha, xứ người tàn bạo dễ mà tại đây. Đời xương quá báo thì chạy, đời nay quá báo một giây nhãn tiền. Dương trần phải ráng làm hiền, đừng trong bạc tiền bỏ nghĩa bỏ nhân. Người không phải sửa cái thân, từ đây có kẻ ý du thần xét soi. Chuyện người chớ móc chớ môi, hãy treo gương thiện mà soi lấy mình. Ai thương ai ghét mặt tình, phận mình cứ giữ tâm mình cho ngay. Điên đây dân định phương Tây, hầu hạ bên thầy đặng cứu ba gian. Thấy đời lòng dạ Tây tà, cứ theo chế nhạo cười mà người điên. Ngồi buồn kể chuyện quyên thiên, chẳng nghi có hàm tiền cũng bị ghét cái dân. Giết cho ba tánh ít tờ, đi làm ruộng rẫy bỏ hờ theo xem. Thương người nghèo khổ lắm lem, thấy cảnh sung sướng nó thèm quá tai. Ai mà biết đặng ngày mai, ngày nay yên tĩnh ngày mai thảm sầu. Từ rãi gặp cảnh buồn rầu, cho người tàn bao cứng đầu khinh khuyên. Dương trần nay đáng sầu bi, nên điền mới nói chuyện đi tỏ tường. Đêm ngày tưởng Phật cho thường, phải ráng lo lường kim chỉ từ đây. Thương đời điên mới tỏ bài, dạy trong trần hạ ngày dài ráng nghe. Đừng khi nhà lá chồi tre, nhà săn cột lớn bù xè hay ăn. Lúc này điên mắt lăng xăng, dương mấy trần điếc đặng đau hằng mới thôi. Chẳng ham cúng kiến chè xôi, Phật ý trời chẳng ý muốn điều tội ấy ở đâu. Muốn cho dân hiểu đạo màu, chớ không có muốn chùa lầu cho cao. Bao nhiêu cũng biết vàng thao, dạy con trần thế chớ nào dạy ngu. Sáng ngày con cho sủa tru, chừng heo cắn hổ hiểm thù mới yên. Đừng ham giành giật của tiền, người
người hung hay gọi kẻ hiền rằng ngu. Nay điên chỉ rõ đường tu, ấy là đủ việc tài bồ cho dân. Thôi thôi nói riết dần lần, tới đây cũng lần ngừng lại bút nghiêng. Bộ châu công liền chốn non tầng, sơn thủy môn giang bào giác dân. Kỳ quái chờ nơi thiên nhất định, hương nồng danh thương kẻ tròn ân. Nam mô A Di Đà Phật.